Trong quan hệ giữa người và người với nhau, ưu điểm đời này của tôi chính là chưa từng hủy báng người khác. Họ hủy báng tôi, còn tôi tán thán họ. Họ có điểm tốt, tôi chỉ nhìn thấy điểm tốt của họ, không nhìn thấy chỗ xấu. Vấn đề chẳng phải đã giải quyết rồi sao? Đều là việc quan hỷ cả. Và rồi cũng có một ngày họ hiểu tôi. Điều này thực sự không sai chút nào. 10 năm sau, 20 năm sau, thậm chí đến sau khi chết, họ còn nhập vào thân thể người khác đến tìm tôi, đến để cảm ơn. Cho nên sẽ có một ngày bạn hiểu được tôi, bạn sẽ hiểu ra. Không cần bạn hiểu vào lúc này, hà tất gì phải mong họ hiểu cho mình vào lúc này chứ? Lúc này mình phải nhẫn, phải nhường. Cho nên đối với công khóa của năm khoa mục này, Tịnh Tông chúng ta bắt buộc phải tuân thủ. Khoa thứ ba là Tam học giới định huệ. Khoa thứ tư là Sáu ba la mật của Bồ Tát, gồm có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Cái sau cùng là trí huệ. Khoa cuối cùng là Phổ Hiền Bồ Tát, Thập Đại Nguyện Vương. Điều đầu tiên là lễ kính chư Phật. Chư Phật là bao gồm hết thảy chúng sanh, bao gồm cả mũi kiến, bao gồm cây cối, hoa cỏ. Vì sao vậy? Bởi vì chúng đều là chúng duyên hòa hợp mà sanh ra. Toàn thể vũ trụ đều là một thể. Nhà Phật có cách nói này, nhà Nho cũng nói như vậy, đạo gia cũng nói như thế. Trời đất với chúng ta cùng chung một gốc, vạn vật với chúng ta đều đồng một thể. Nếu là một thể mà còn hủy báng lẫn nhau thì đây là việc làm quá tàn nhẫn rồi. Cho nên chúng ta phải xem trọng việc này. Hy vọng Phật Pháp có thể hưng dưỡng. Trước khi Phật Pháp hưng dưỡng thì văn hóa truyền thống phải được hưng dưỡng, thì Phật Pháp mới có thể hưng dưỡng thôi. Không có văn hóa truyền thống thì sẽ không có Phật Pháp. Chúng ta phải nhận cho rõ việc này. Cho nên muốn cho Phật Pháp hưng dưỡng thì phải bắt tay từ văn hóa truyền thống. Việc nhập môn văn hóa truyền thống, đơn giản mà nói đó là tôi hay dạy mọi người là bên trong chúng ta học theo Thích Ca Mâu Ni Phật, buông xuống năm loại phiền não căn bản là tham sân si mạn nghi. Phải buông bỏ những phiền não này trong cuộc sống hàng ngày. Bên ngoài thì học Khổng Lão Phu Tử, ôn lương cung kiệm nhượng, là ôn hòa, thiện lương, cung kính. Cung kính hết thảy, đối với người, đối với vật, đối với việc, thảy đều cung kính. Sự cung kính này phải thêm vào một câu như vậy: nhẫn nhường, ôn lương cung kiệm nhượng. Thế thì đúng rồi. Bên ngoài thì học theo Khổng Tử, Khổng Tử là Phật. Nếu như Ngài ở Ấn Độ thì người Ấn Độ sẽ gọi Ngài là Phật, người Trung Quốc gọi Ngài là Thánh Nhân. Phật Thích Ca nếu như ở Trung Quốc thì người Trung Quốc sẽ gọi Ngài là Thánh Nhân. Khổng Tử, Lão Tử nếu như ở Ấn Độ, người ta sẽ gọi các Ngài là Phật Đà. Những điều này chúng ta phải học tập. Được rồi, hôm nay xin cúng dường mọi người những điều này. A-di-đà Phật. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.